Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin ở phần đầu bản tin, câu chuyện tưởng chừng như đơn giản là trưa nay ăn gì lại trở thành vấn đề chung trên toàn thế giới. Và vậy, với nước Mỹ, một trong số các quốc gia đưa ra những tiêu chuẩn dinh dưỡng về bữa ăn học đường tốt nhất thế giới đã giải quyết bài toán này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Trường liên cấp Mount Diablo tại Bắc California, các đầu bếp của một nhà hàng gắn sao Michelin và nhân viên trường học đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa cho học sinh tại đây. Trường học nên phục vụ các món ăn như ở nhà hàng, chứ không phải chuỗi thức ăn nhanh. Đã đến lúc cần thay đổi và mang lại cho học sinh một bữa ăn lành mạnh. Một chiếc bánh mì với xúc xích Toscano, phô mát Monterey Jack và rau arugula tươi, bánh mì kiểu Mexico với thịt gà chạy bộ, ninh trong nước dùng chipotle, thực đơn còn có trái cây, rau và thịt động vật từ các trang trại địa phương. Thực đơn này đã gây ấn tượng mạnh với các học sinh. Chúng em rất vui nếu bữa trưa như thế này được phục vụ thường xuyên. Mọi người cần quan tâm đến chất lượng bữa ăn và chúng em cảm thấy được tôn trọng khi có bữa ăn như vậy. Trường Mount Diablo đã làm việc với các trang trại, xưởng sản xuất bánh mì, kem của địa phương để cung cấp hầu hết các nguyên liệu cho bữa trưa của nhà trường. Nhờ vậy, 30.000 học sinh của trường có bữa trưa đảm bảo chất lượng. Những gì chúng tôi đang cố gắng làm ở đây là thay đổi nhận thức của mọi người về bữa ăn giàu dinh dưỡng với các sản phẩm hữu cơ. Học sinh có trải nghiệm vui vẻ, tích cực với những bữa ăn lành mạnh, từ đó hỗ trợ thành tích học tập tốt hơn. Trong vài năm qua, các trường học ở Mỹ cung cấp bữa trưa miễn phí cho tất cả các học sinh, nhưng chính sách này đã hết hạn vào tháng 9 năm 2022. Trường Mount Diablo cũng như nhiều cơ sở giáo dục khác của nước Mỹ đang phải đối mặt với một khó khăn chung, đó là sự gián đoạn chuỗi cung ứng và lạm phát. Nhiều trường học đã phải quay lại tính phí bữa trưa với một số học sinh và chỉ cung cấp bữa trưa miễn phí hoặc giá rẻ cho những học sinh thuộc diện gia đình khó khăn. Chúng tôi tìm cách đưa thực phẩm trực tiếp từ trang trại đến bàn ăn trường học, tìm mua giá gốc các nguyên liệu từ các nhà sản xuất địa phương. Hiệp hội Dinh dưỡng học đường Mỹ báo cáo rằng các trường học đang phải đối mặt với nhiều thách thức hơn khi cung cấp bữa trưa học đường. Cuộc khảo sát của họ cho thấy ba thách thức hàng đầu là chi phí thực phẩm tăng cao, thiếu nhân viên và thực đơn không đa dạng. Hiệp hội Dinh dưỡng học đường Mỹ hiện đang lo lắng rằng vào cuối năm nay, nhiều trường sẽ phải trả một khoản nợ đáng kể cho bữa ăn chưa thanh toán và điều đó có thể dẫn tới việc cắt giảm quỹ giáo dục của các trường học.